Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình đang trên tay một chiếc điện thoại đến từ Oppo, có tên là Oppo A53. Và hiện tại thì đây là chiếc máy đầu tiên chạy của chiếc Snapdragon 460, cho nên mình cũng rất tò mò liệu xem rằng là cái hiệu năng của nó cho ra trong cái mức giá khoảng 4 triệu đồng như thế này, nó là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video nhé. À mà khoan, trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Di Động Thông Minh đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ show cho bạn xem cái điểm AnTuTu này. Với con chiếc Snapdragon 460 thì chúng ta sẽ có điểm số là khoảng 145.000 điểm và điểm GPU của nó chỉ dừng lại là khoảng 22.000 điểm thôi. Xét về mặt bằng chung thì con này nó sẽ dao động tầm khoảng là Snapdragon 632, Snapdragon 636 cỡ đó thôi. Thì nhìn chung nó cũng là một cái sự gì đó gọi là ổn, nhưng mà trong khung giá này thì mình thấy nó không ổn tí nào khi mà xét ngang với lại đối thủ trực tiếp của nó là chiếc Vsmart Lite 4. Thì với con chiếc Snapdragon 635 nó đã nhỉnh hơn gấp rưỡi so với chiếc máy này. 35 đến 36.000 điểm GPU là một điểm mà mình thấy rằng là rõ ràng là cái hiệu năng của nó cho ra ăn đứt so với lại trên cái chiếc Oppo A53 này rồi. Đó. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào từ game Boxing Movie để test luôn cho các bạn nhé. Ok, và như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Nhìn chung thì đối với lại chiếc máy này nó chỉ dừng lại chúng ta là mức đồ họa mượt, khử rân cư và 30fps thôi. Đó, chứ cũng không thật sự là quá cao đâu. Không thể nào so sánh với lại Snapdragon 660 hoặc là 665 đâu. Mình nghĩ là như thế. Thì ok, mình cũng hy vọng rằng là chiếc máy này nó vẫn sẽ cho ra một cái trải nghiệm mượt mà khi mà bật thêm cái tính năng khử rân cư nữa là được rồi. Đó, chứ còn cơ bản thì cái chiếc máy này nó sẽ không hướng đến đối chứ còn về cơ bản thì cái chiếc máy này nó sẽ không hướng đến những cái đối tượng người dùng nào đang cần một mức cấu hình cao các bạn nhé. Miễn là nó sẽ phù hợp hơn đối với lại những bác Grab tài xế mà đã nói trong rất nhiều video mở hộp trước rồi. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Pin của con này thì mình nghĩ rằng là với lại một cái màn hình mà HD cộng và viên pin dung lượng là 5000 mAh thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cho ra một cái thời gian sử dụng pin.
186g, thiết kế khung viền và 4 góc cạnh được vô công. Tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Về trải nghiệm hiển thị, loại màn hình được trang bị trên chiếc máy này sẽ là IPS LCD, có kích thước 6.5 inch, độ phân giải là HD+, độ sáng trung bình, chất lượng màu sắc cân bằng và chất lượng chi tiết trung bình. Về trải nghiệm âm thanh, con này không có loa kép stereo, chất âm bình thường, âm lượng to. Đối với tựa game Boxy Mobi khi trải nghiệm ở mức độ họa là mượt 30fps cộng với đó tính năng khử răng cưa, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 43 độ C. FPS trong điều kiện bình thường thì ổn định, nhưng trong điều kiện giao tranh thì xảy ra hiện tượng drop liên tục. Pin trung bình một trận dao động từ 8 đến 10% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobi khi trải nghiệm ở mức độ họa là cao 60fps cộng với đó chi tiết cao, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 41 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong kiện giao tranh dao động từ 54 đến 60fps xảy ra hiện tượng tụt FPS vào cuối trận. Pin trung bình một trận dao động từ 4 đến 6% cho tổng thời gian 15 đến 20 phút. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình với những phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.